em gái mình lần đầu review bò né. Xin chào mọi người, mình là Phận Thích Ăn Ngon. Ở Sài Gòn thì chắc bò né không có xa lạ gì với mọi người đâu đúng không? Nhưng mà đố mọi người, chi nhánh nào là chi nhánh đầu tiên của Sài Gòn? Đố thì đố vậy thôi chứ thực ra thì Vinh không có biết. Vinh hay ăn ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu với lại Đinh Tiên Hoàng á, chắc cũng hơn 10 năm rồi. Mà lâu ngày quay lại thấy cũng đa dạng menu lên quá trời, có cả hàu và bào ngư nữa. Bistec bào ngư sẽ có giá là 139.000, trong đó sẽ có hai con bào ngư và một miếng bò thiệt là bự. Hàu bò né sẽ có giá là 80.000 một phần. Mà phải công nhận là cái nước sốt cà chua mùi đặc trưng dễ sợ, thơm xỉu. Em gái mình chưa bao giờ được ăn bào ngư nên order thêm hai con để nó ăn cho nó biết. Con bào ngư kiểu nó còn tươi á, xong rồi ăn vào nó mềm lắm, ăn mà đúng kiểu là thấy đáng đồng tiền bát gạo đó. Lòng đào là phải ăn như thế này nè, như vậy thì nó mới béo mà thơm nhức nách luôn. Salad thì set free nha mọi người. Miếng bistec này hơi mỏng nha, nhưng mà được cái là ướp rất là thấm đẫm gia vị. Miếng bò cũng to nữa, nói chung là với giá này thì hợp lý. Vĩnh thì vẫn trung thành với bò né ở đây, được thì mọi người